Hello everyone, welcome to All of Us. Today we will learn the next lesson, Unit 11, Traveling Around Vietnam, Lesson 4, Right. Now first of all, I have some vocabulary. Từ đầu tiên, adventure, 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 cuộc phiêu lưu. Từ thứ hai, canoe, 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 chiếc xuồng, chiếc cano. Từ thứ ba, overturn, 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 lật úp. Từ thứ tư, paddle, 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 chèo, chèo xuồng hoặc là mái chèo. Từ thứ năm, stumble, 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 trượt chân, vấp ngã. Từ cuối cùng, what is another word of self? Đây là một từ đồng nghĩa với từ self. Now listen. Rescue, 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 cứu, cứu nguy. Now listen and repeat. Adventure, canoe, overturn, paddle, stumble, rescue, self. Now look at two pictures. So where is it? Yeah, it's in Đà Lạt. We are reading the first part of an adventure of the Rao family on Sinh Lake in Đà Lạt. Bây giờ chúng ta sẽ đọc cái phần đầu tiên trong cái chuyến phiêu lưu của gia đình ông Rao đi đến Hồ Xuân Hương ở Đà Lạt. Right. Last week, while on vacation in Đà Lạt, the Rao had quite an adventure. Tuần trước, trong khi đi nghỉ ở Đà Lạt thì gia đình của ông Rao đã có một chuyến đi phiêu lưu đầy mạo hiểm. Adventure là chuyến phiêu lưu. One afternoon, they decided to paddle around Sinh Hương Lake in a canoe. Và vào một buổi chiều thì họ đã quyết định bơi thuyền quanh hồ Xuân Hương trên một chiếc cano. After hiring the canoe, the family climbed in and paddled out of the middle of the lake. Sau khi thuê cano thì cả gia đình đã bước xuống thuyền và bơi ra giữa hồ. Hiring, động từ hire đó, nay nghĩa là thuê mướn. Unfortunately, dark clouds soon appeared and it began to rain. Unfortunately, mà nghĩa là không may, thì thật không may, mây đen kéo đến và trời đổ mưa. Vậy để biết được câu chuyện tiếp tục diễn ra như thế nào thì mình sẽ chuyển qua phần tiếp theo. Now put the sentence below in the correct chronological order to complete the story. Rồi và bây giờ các em hãy sắp xếp những câu dưới đây theo một trật tự thời gian đúng để hoàn thành câu chuyện. A. Ở câu A đầu tiên, mình có nguyên cụm là move up and down the water. Move up and down có nghĩa là di chuyển lên xuống bập bềnh. B. A boat appear and rescue them. Appear tức là xuất hiện. Rescue mình mới vừa học rồi mà nghĩa là cứu. C. The wind started to blow and the rain became heavier. Blow mà nghĩa là thổi. Heavier là nặng, nặng hạt, mưa nặng hạt đó. Câu D.
taxi green over and tried to pick it up. Clean over có nghĩa là cúi xuống. Try to pick it up là cố gắng nhặt nó lên. Câu Y. The family were very lucky. Lucky là may mắn. F. The canoe overturned and everyone fell into the deep and dangerous water. Fell into the deep and dangerous water có nghĩa là rơi xuống nước sâu và nguy hiểm. Deep là sâu, dangerous là nguy hiểm. G. Someone rubbed her paddle. Rub là làm rơi ha. Paddle là cái mái chèo. Now, let's check the answer. Rồi bây giờ mình sẽ xem đáp án ha. Vậy câu đầu tiên sẽ là C. The wind started to blow and the rain became heavier. Gió bắt đầu thổi và mưa trở nên nặng hạt. Tiếp theo sẽ là câu A. The canoe moved up and down the water. Chiếc cano di chuyển bập bềnh lên xuống. Tiếp theo sẽ là câu G. Câu G. Shannon rubbed her paddle. Và Shannon đã làm rơi cái mái chèo của cô ta. Tiếp tục. D. She cleaned over and tried to pick it up. Cô ta cúi xuống và cố gắng nhặt nó lên. Continue. F. The canoe overturned and everyone fell into the deep and dangerous water. Và cái chiếc cano bị lật úp và mọi người đã rơi xuống nước sâu và nguy hiểm. Câu tiếp theo. B. A boat appeared and rescued them. Một chiếc thuyền xuất hiện và cứu họ. The last one. Và câu cuối cùng sẽ là E. The family was very lucky. Gia đình họ rất may mắn. Now the next exercise. Exercise number 2. Put the event below in the correct chronological order and write the story. Start with the sentence below. Và bây giờ nhiệm vụ đầu tiên của các em là hãy sắp xếp những sự kiện trong bức tranh sau đây theo đúng trật tự thời gian xuất hiện của nó. Và thứ tự đúng xuất hiện của những bức tranh này sẽ là đầu tiên D, B, E, H, A, F, C, and G. Now look at answer key. Rồi cô sẽ nhắc lại phần đáp án ha. Vậy thứ tự xuất hiện đầu tiên sẽ là hình D, thứ hai hình B, thứ ba hình E, thứ tư hình H, thứ năm hình A, thứ sáu hình F, thứ bảy hình C và cuối cùng thứ tám sẽ là hình G. Alright, so now the next part. Write the story. Rồi bây giờ phần tiếp theo là các em sẽ viết lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh bằng những câu người ta cho sẵn ở đây. Rồi bây giờ các em mở sách giáo khoa của mình ra trang 106 ở phần số 2 đó. Now write the story, start with the sentence below. Mình sẽ bắt đầu câu chuyện bằng câu là Uyên had a day to remember last week. Uyên đã có một ngày đáng nhớ vào tuần rồi. Vậy khi để biết phần này thì các em cần có một vài lưu ý sau đây. Thứ nhất là về thì đây là câu chuyện đã xảy ra rồi ở quá khứ. Do đó thì mình sẽ chia lại thì quá khứ, có thể là quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn. Cái thứ hai, nếu trong câu nào bị khuyết động từ thì các em bắt buộc phải tìm động từ để thêm vào. Cái thứ ba là mình có thể thêm vào giới từ, ví dụ như là in, at, on, to. Và cái thứ tư là mình sẽ thêm mạo từ ha, ví dụ như mạo từ on hoặc the. Câu số 1. C. Mass exam Friday and C. Get up late. Ở phía trước mình
sẽ thấy là nó bị khuyết động từ gì đó, các em tìm động từ để thêm vào. Must exam là bài kiểm tra toán. Get up late là thức dậy trễ, thức dậy muộn. Câu số 2, she released her alarm clock, not go up. Release là nhận ra. Alarm clock là cái đồng hồ báo thức đó. Not go up, nó không có reo. Câu thứ 3, AC leaving, it start rain heavily. Leaving có nghĩa là rời khỏi. Câu thứ 4, Uyên try run fast she could. Try là cố gắng, run là chạy, fast là nhanh. She could là cô ta có thể, chạy nhanh nhất có thể. Câu thứ 5, suddenly, đột nhiên. She stumble, rock. Rock đây là đá, viên đá. And fall, fall là động từ mang nghĩa là bị té. Câu số 6, school bed full and everything get wet. School bed là cái cặp, full là vũng nước, wet tức là bị ướt. Câu số 7, strangely là lạ lùng thay. Ran, stop, AC, get, her last room, stop là ngưng, ngừng đó. Câu số 8, luckily, win, enough time, finish. Luckily là may mắn, thật may mắn. Enough time là đủ thời gian. Finish là động từ mà nghĩa là hoàn thành. Alright, so now let's check the answer. Rồi, câu số 1. She had a math exam on Friday and she got up late. Đối với câu này, động từ mình sẽ chia là thì quá khứ đơn ha. Cô ta có một bài kiểm tra toán vào thứ 6 và cô ta thức dậy trễ, thức dậy muộn. Động từ have là có nghĩa là có, chuyển qua quá khứ đơn. Had một bài kiểm tra dùng với từ a. Friday là thứ thì phía trước mình dùng là on, với từ on. Động từ get chuyển qua quá khứ đơn đổi thành got. Câu số 2. She released her claim lock, did not go up. Rồi động từ chuyển qua thì quá khứ đơn. Release thêm ed. Not là phủ định, do đó mượn trợ động từ là did, did not. Câu số 3. AC was leaving home. It started to rain heavily. Ở đây mình có hai cụm ha. Việc mệnh đề phía trước mình sẽ chia lại ở thì quá khứ tiếp diễn. AC was leaving home. Khi mà cô ta rời khỏi nhà. Rồi mệnh đề thứ hai, it started to rain heavily. Start thêm ed. Theo start đi với dưới từ to. Câu thứ 4. Uyên try to run as fast as she could. Uyên cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Try. Thêm ed vào vậy, trước khi thêm ed, y dài đã thành y ngắn. Sau try đi với dưới từ to. Nhanh nhất có thể, as fast as. Câu thứ 5. Suddenly she tumbled over a rock and fell. Động từ stumble thêm ed vào. Stumble over rock, vấp một viên đá là a rock. Động từ fall chuyển qua cột 2 quá khứ đơn là fell. Rồi đối với câu này ở cuối các em có thể thêm cụm từ là onto the road, bị té xuống đường. Câu thứ 6. Her school bag dropped into a pool and everything got wet. Động từ, câu này thứ 6 nè, bị khuyết động từ nè. Cái cặp cô ta bị rơi, do đó mình lựa chọn động từ drop để điền vào. Rồi, rơi vào một cái vũng nước một thì dùng với từ là a. Ở phía sau động từ get chuyển qua quá khứ đơn, cột 2 sẽ là got. Câu thứ 7. Strangely, the rain stopped as she got to her last room. Động từ stop thêm ed ha. Rồi tương tự ngoài sau động từ get chuyển qua quá khứ đơn, cột 2 là got. Câu số 8. Luckily, Uyên had enough time to finish her exam. Câu số 8 khuyết động từ nè, thêm động từ vào. May mắn là cô ta có đủ thời gian để hoàn thành bài kiểm tra của cô ta. Động từ have chuyển qua cột 2 là had. Sau cấu trúc là enough sẽ là enough to đó, do đó là to finish, hoàn thành bài tập của cô ta, thêm vào her exam.
A Completed Story About Uyên. Đây là một câu chuyện hoàn chỉnh của bạn Uyên ha. Now you write in your notebook. Và các em hãy viết phần này vào vở của mình. The last part, homework. Learn vocabulary by heart and rewrite the story again. Học thuộc lòng từ vựng và thử viết lại câu chuyện này một lần nữa. Prepare for language focus. Chuẩn bị bài học tiếp theo ở phần language focus. Now that's all our lesson today. Thanks for your attention. Goodbye, see you again.